chèo qua nói với dèo bên kia chờ. Có những hôm công việc gấp, khi con đã ngủ say thì mình tranh thủ thời gian để làm việc. Mặc dù là mang thai sắp đến ngày sinh nở nhưng mà bà thấy rất là chịu khó. Vào mùa cao điểm sửa chữa, nhiều công trình diễn ra cùng lúc, hầu như chúng tôi không có ngày nghỉ và phải tăng ca liên tục để đáp ứng nhu cầu mua sắm vật tư, thiết bị, đảm bảo tiến độ công trình. Và đến bây giờ thì mỗi cái cán bộ công nhân viên của công ty đều là đại sứ thương hiệu, rất tự hào làm việc cho IDS và không ngừng khát vọng vươn cao. Tôi thấy chị em phụ nữ IDS rất bản lĩnh và tự tin, giỏi giang, sắc sảo. Sáng, xinh đẹp, hát hay, múa đẹp. Hiện rõ nét nhất là chịu khó, thông minh, khéo léo, rất kiên nhẫn, kỹ càng, cẩn thận và tỉ mỉ trong mỗi công việc. Chơi hết mình.